kính chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video của mình. Thì ở video này mình xin giới thiệu các bạn một loại quả thường gặp trong cuộc sống nhưng có rất là nhiều các tác dụng để chữa bệnh trong y học. Đó chính là quả sung. Vậy cách sử dụng quả sung như thế nào trong chữa bệnh thì các bạn chú ý xem video của mình nhé. Theo như Đông y thì quả sung có tính đình, vị ngọt, là một cái loại quả chữa được nhiều bệnh. Bài thuốc thứ nhất đó là chữa hen phế quản. Các bạn có thể lấy quả sung tươi rửa sạch, chúng ta ép với nước cốt hàng ngày uống một lần, rất là có tác dụng trong cái việc trị hen phế quản. Bài thuốc thứ hai đó là dùng quả sung tươi để chữa trị xuất huyết và xa trực tràng. Các bạn dùng 10 quả sung tươi và một đoạn ruột già, ta rửa sạch và hầm nhừ, sau đó chúng ta sử dụng hàng ngày cho đến khi khỏi bệnh. Đây là nó rất là có tác dụng trong cái việc là chữa trị và xa trực tràng. Bài thuốc thứ ba là chữa xa đì. Các bạn dùng quả sung tươi 2 quả và tiểu hồi hương 9 gram. Các bạn tắc uống hàng ngày. Bài thuốc thứ tư dùng quả sung để chữa viêm họng. Các bạn dùng sung tươi gọt vỏ, thái phiến, sắc kỹ lấy nước và cho thêm ít đường phèn, cô đặc thành dạng cao và ngậm hàng ngày đến khi khỏi bệnh thôi. Bài thuốc thứ 5 đó là dùng sung tươi cho sản phụ thiếu sữa. Các bạn dùng một sung tươi 120g, móng lợn 500g, tất cả hầm thật nhừ, cho gia vị và chia ăn vài lần trong ngày. Tác dụng bổ khí huyết, làm ra sữa, dùng rất tốt cho sản phụ sau sinh bị suy nhược, sữa không có hoặc là có nhưng rất ít. Bài thuốc thứ 6 đó là chữa ho khan không có đờm. Các bạn dùng sung chín 50-100g, gọt bỏ vỏ, nấu với 50-100g gạo thành cháo, chia ăn vài lần trong ngày, có thể cho thêm ít nho khô hoặc đường phèn dễ ăn. Bài thuốc thứ 7 là chữa viêm loét tá tràng. Sung sao khô tán bột mỗi ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 6-9g, uống với nước ấm. Bài thuốc thứ 8 là chữa đau đầu. Phết nhựa sung lên giấy bản rồi dán lên hai bên thái dương, phối hợp với việc ăn lá sung non hoặc là dùng 500ml nhựa sung hòa trong nước đun sôi để nguội uống trước khi đi ngủ. Bài thuốc thứ 9 đó là chữa tỳ vị hư nhược, rối loạn tiêu hóa. Sung 30g thái nhỏ, xa hơi cháy, mỗi ngày lấy 10g hãm với nước sôi, sau 20 phút thì dùng được, chế thêm một chút đường phèn uống thay trà trong ngày. Bài thuốc thứ 10 là chữa kiết lỵ. Sung vài quả sắc kỹ lấy nước, cho một chút đường rồi uống. Nếu không có quả sung, chúng ta có thể dùng lá sung tươi để sắc uống. Bài thuốc thứ 11 là chữa viêm khớp. Sung tươi lượng vừa đủ, đem hầm một thịt lợn nạc để ăn. Hoặc là chúng ta có thể dùng sung tươi 2-3 quả, rửa sạch, thái nhỏ, rồi tráng với trứng gà ăn. Rất là có tác dụng để chữa viêm khớp. Bài thuốc thứ 12 là chữa mụn nhọt, lở loét. Sung chín, sao khô, tán bột, rắc lên vết thương. Trước sắc uống có thể ngâm rửa vết thương bằng nước sắc quả hay lá sung tươi, sau đó lau khô rồi rắc bột thuốc và băng lại. Trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn một số các cái công dụng của quả sung. Hy vọng là những công dụng này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video này hay, hãy like, chia sẻ cho bạn bè được biết và nhớ tặng mình một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn.